Viên thông thân căn, tất lăng già bà ta. Kinh văn: Tất lăng già bà ta liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Giảng giải. Tên của Tất lăng già bà ta trong tiếng Sanskrit có nghĩa là Dư Tập. Tên gọi này chỉ cho biết rằng tuy ông đã xuất gia nhưng vẫn còn những tập khí trong kiếp trước. Ông là một vị A-la-hán đã chứng quả, thế nên mỗi khi qua sông, ông có thể khiến cho nước phải ngừng chảy. Thần sông vốn thường là thần nữ. Và khi Tất lăng già bà ta đến bên bờ sông, ông liền kêu lớn: Này tiểu tỳ, hãy ngừng chảy. Thần sông theo lệnh của ông liền ngưng chảy để cho ông qua sông. Nhưng thần sông rất khó chịu, mặc dù không thể hiện ra. Tuy nhiên thần sông lại đến bạch với Đức Phật: Con là nữ thần cai quản khúc sông này. Ông ta đến và bảo con: Này tiểu tỳ, hãy ngừng chảy. Ông ta là một vị A-la-hán, lẽ ra không nên gọi con như vậy. Đức Phật bảo Tất lăng già bà ta hãy xin lỗi thần sông. Tất lăng già bà ta chắp tay lại và nói: Tôi xin lỗi tiểu tỳ. Lúc ấy toàn thể đại chúng gồm các vị A-la-hán đều bật cười. Tại sao Tất lăng già bà ta lại gọi thần sông là tiểu tỳ? Vì trong quá khứ thần sông là người giúp việc của Tất lăng già bà ta. Ông đã quen gọi người giúp việc theo cách ấy, thế nên bây giờ ngay khi cô ta đã là một nữ thần sông, ông vẫn gọi cô ta như vậy. Lý do chính khiến ông phải xin lỗi là vì đã xúc phạm cô ta khi gọi cô là tiểu tỳ. Nhưng tập khí của ông quá sâu đến nỗi ông cũng gọi bằng cách ấy khi xin lỗi. Kinh văn: Khi con vừa mới phát tâm xuất gia theo Phật nhập đạo, tôi nghe Thế Tôn dạy về những điều trên thế gian không thể đem lại niềm vui. Có lần con đang khất thực trong thành, tâm đang quán chiếu vào pháp môn này, đột nhiên giữa đường bị gai độc đâm vào chân, toàn thân đau nhức. Tâm con biết mình biết có cái đau ấy, nhưng biết rõ tự tâm vốn thanh tịnh, không có cái đau và cái biết đau. Giảng giải: Khi con vừa mới phát tâm xuất gia theo Phật nhập đạo, tôi nghe Thế Tôn dạy về những điều trên thế gian không thể đem lại niềm vui. Nhiều lần có được nghe Đức Phật giảng dạy về bản chất của thế gian này là khổ, không, vô thường và vô ngã. Có lần cô đang khất thực trong thành, tâm đang quán chiếu vào pháp môn này, đột nhiên giữa đường bị gai độc đâm vào chân. Cô đang tập trung suy nghĩ về pháp môn mà Như Lai đã dạy con, đến mức con không còn để ý đến đường đi và con dẫm phải gai độc. Nó đâm vào chân con đau nhức vô cùng. Toàn thân đau nhức, tâm con biết mình biết có cái đau ấy, nhưng biết rõ tự tâm vốn thanh tịnh, không có cái đau và cái biết đau. Trong chân tâm thanh tịnh sáng suốt của con thì không có cái đau hoặc biết có cái đau ấy. Khi con nhận ra điều này, mọi thứ đều rỗng ra, thân tâm con trở nên thanh tịnh. Do vậy con không còn thấy có ai là người bị đau. Kinh văn: Con lại suy nghĩ, một thân này lẽ ra phải có hai cái biết. Nhiếp niệm chưa lâu, thân tâm bỗng nhiên rỗng lặng. Trong 21 ngày, các lậu hoặc dứt sạch, thành bậc A-la-hán, được Phật ấn chứng là bậc vô học. Giảng giải: Con lại suy nghĩ, một thân này lẽ ra phải có hai cái biết. Lẽ nào mình có cùng lúc hai cái biết? Lẽ nào một cái biết mình đau và cái biết khác lại biết về cái biết đau ấy? Chẳng phải như vậy. Nhiếp niệm chưa lâu, con chiêm nghiệm về vấn đề một thời gian không lâu, thân tâm bỗng nhiên rỗng lặng. Trong 21 ngày, các lậu hoặc giết sạch. Trong vòng 3 tuần lễ, mọi tạp khí hữu lậu trở nên vắng bặt, nó đã được trừ sạch, thành bậc A-la-hán, được Phật ấn chứng là bậc vô học. Chính Đức Phật ấn chứng cho con là con đã chứng quả vị thứ tư của hàng A-la-hán. Kinh văn: Đức Phật hỏi về viên thông, như sở chứng của con thì thuần tịnh cái tính biết, quên bản thân thể là điều tốt nhất. Giảng giải: Đức Phật hỏi về từng vị đệ tử chúng con về phương pháp tu tập ban đầu để đạt được giác ngộ. Điều mà con Tất lăng già bà ta tu tập là duy trì tâm giác ngộ cho đến khi tâm ấy
hoàn toàn thanh tịnh và con quên bẵng đi thân thể của mình. Đây là phương pháp tu tập viên thông của con. Ha ha ha, 问什么的说